Rồi, anh em chuẩn bị đổ bê tông luôn nha cô chú anh chị các bạn. Đây là nó cuốn xong rồi. Bơm cát vậy, chuẩn bị đổ bê tông. Mấy thằng đó. Anh chú nhà giờ chuẩn bị bơm nước nè. Bơm nước để cho mấy anh em trộn hồ, dặn giá rồi lên giữ dặn ha. Chú không. À, chú không. Làm gì á? Rồi chạy bạn. Ừ. Chú nhà này anh tiết kiệm ghê luôn á. Anh chạy từ miếng vậy đó. Xách thùng nước đợi đi lấy cái ca chứ kìa. Xách thùng nước cái lấy cái ca cái tưới đợi đi cho nó dằn cái bi lông để bay. Cái ca ngoài ấy ngoài bộ. Thùng khuyên quá. Xách đợi đỡ thùng nước đi con quẹo. Đổ dài á, đổ dài. Tắm anh cò luôn coi. Đụ mẹ. Dốc cái là dốc cái chứ chúng tôi nghĩ lọt chứ. Lọt dưới là gò luôn. Cắt sao Tâm hả? Bữa anh Đại mua dở, mua khổ 2 mét quá ngon. Mua khổ 2 mét đó, lót 3 tấm lợi giáp rồi. Dặn gì, ông đi tưởng đâu xuống dưới mua mi lông sọc, dạ xuống dưới mua cuồng bằng phủ. Bữa đó em làm nói là đi mua cuồng mi lông sọc đi, không biết nó có khổ 1 mét đâu, nói có, trời có khổ 1 mét. Dạ xuống dưới đi mua này. Sọc xanh đỏ đó, mà loại mỏng nhất á. Đó luôn. Các bạn. Rồi. Chơi em chơi cái trấn dài ngang qua luôn nha. Từ đó ngang qua đây luôn khúc nào cho nó gọn khúc. Chơi lũ sát luôn bắt trai. Rồi. Rồi. Đây là đổ một bao nữa là xong cô chú chị vào bàn để chơi đằng sau luôn.
Thôi, lát đổ bên kia lắm qua đi. Đổ đông miếng đi. Cào nó đi ra đổ. Cào ra đổ. Rồi, thì dàn cột cái này mình xong rồi mình đổ cột nha, được một bên đây. Rồi mấy bên này nó mới đổ về xong. Thì quay lại mấy anh em đang xây. Ở này là dạng mình thường thường mình nói là bên mấy mũ đút đó. Mũ đút đằng lúc nào đang làm việc nè. Ai còn có bốn tên mũ đốt à. Tên kia bệnh rồi. Đốt quá bệnh luôn. Xây gì học trò thầy chơi mỗi lớp mỗi xây gì anh quẹo. Mỗi lớp mỗi văn dây đúng không? Ai chà. Không. Đây nè, ông thợ ở miền Tây nè. Vậy chứ vô bị thợ miền Bắc chơi hoài luôn. Chắc cái mép cái chừng dướng cái dây nha. Hả? Dướng cái dây. Rồi, giờ còn cây cột ở đầu đó. Đắp đổ này là xong luôn cái chú gì vậy. Chú anh chị hôm nay mình tường mình hôm nay mình cũng lên tường nha cô chú anh chị bạn. Anh xây một cái gài mưa gió quá. Đây này là mình xây hai vách bên xong, xây vách sau thì mình ăn phòng đó nha. Cái chân úp máng lên đầu nha. Đóng đóng hộ luôn. Rồi luôn. Cái cần khúc này đằng trước này là phòng khách ngang cho chú chị bạn. Thì mình vẫn đang xây một cái đất buồn ngang ngang này, xây được hai cái phòng. Má, quẹo chơi đồ tính là cái sung sướng cuộc đời luôn. Thì mình hôm nay giai đoạn là mình xây đến đấy từ đến như đây ngang cho chú chị bạn. Thì tới đầu đà trên trơn nó đang xây dịch phòng. Thì hôm nay mình
để mưa gió quá mình không có hô quay, thì hôm nay mình cũng quay lại từ giai đoạn cho cô chú anh chị bạn xem xe kỹ nha anh. Xe đường hồ gì bề mặt như bề trái tại đây mấy phòng này xài chừng 1-2 ngày nữa rồi rồi còn thử nhanh cô chú anh chị bạn. Sau thì ở miền Tây mình chỉ có xây là như vậy thôi, còn những chỗ khác thì mình không biết nha. Còn cái nách sát trong nách điện lát nó chét cái điện luôn nha các bạn.